Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Cường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video ngày 24 tháng 11 năm 2021. Hiện tại chúng ta đang có mặt ngã ba đường Nguyễn Thông và đường Kỳ Đồng các bạn. Ngày hôm nay Cường Vũ Channel xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi tham quan ngôi nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế để xem thử không khí Giáng sinh ngày hôm nay như thế nào. Lời nói đầu tiên, Tường Vũ Chánh Nội xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta đã bước sang ngày 24 tháng 11. Như vậy là còn đúng một tháng nữa là chúng ta bắt đầu đón một cái lễ Giáng sinh. Có thể nói lễ Giáng sinh lớn nhất của người Công giáo trong một năm. Đêm ngày 24 tháng 12 là lễ vọng Giáng sinh và ngày 25 tháng 12 là ngày chính thức đón mừng Chúa Hài Đồng Giêsu được sinh ra trong máng cỏ hang lừa. Bây giờ Thường Vũ Thế Nô sẽ di chuyển về đường Kỳ Đồng. Sẽ mời tất cả cô chú và anh chị chúng ta cùng lang thang theo con đường Kỳ Đồng này ha. Đường Nguyễn Thông trước mặt của các bạn, nếu chúng ta đi thẳng là về bên ga Sài Gòn các bạn. Đường Kỳ Đồng này thuộc phường 9 quận 3. Ở phía trước màn ảnh của quý vị và các bạn là trung tâm văn hóa thể thao quận 3, câu lạc bộ bơi lội thanh thiếu niên Kỳ Đồng. Các bạn. Ở đây có nhiều dịch vụ thể thao. Ở đây có nhiều môn thể thao như judo, aikido, rồi bơi lội, khiêu vũ, thể dục. Hôm nay tôi vô trên nồi sẽ mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi lang thang để mua đồ trang trí Giáng sinh, đồ trang trí Noel. Ở đây là ở phía ngoài đường, ta cũng có bán đồ trang trí Giáng sinh ở ngoài đường Kỳ Đồng các bạn. Là mấy cái chuông nè, này là chuông treo ở trên cao. Đây có bán mấy cái quả châu rồi. Châu rồi ông già Noel. Quý vị, đây là mấy cây thông. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đây bạn. Con đường Kỳ Đồng này chúng ta đi thẳng tới là ngã tư đường Kỳ Đồng và đường Bà Huyền Thanh Quan. Đây có cái bệnh viện
viện mắt quốc tế Hoàng Mỹ Sài Gòn đó bạn. Thường thì mỗi năm vào tháng 11 và tháng 12 là chúng ta bắt đầu thấy nhộn nhịp không khí ở tại Sài Gòn, đặc biệt là ở chợ lớn như là các cái nhà thờ đều trang trí như là bán các cái đồ Giáng sinh rất đẹp. Ở đây cũng có bán đồ Giáng sinh quý vị, nhiều cây thông đây. Đây cho bán mấy cây thông rất là dễ thương ha. Này là ở phía ngoài đường các bạn. Ông già Noel treo lủng lẳng á. Từ buổi trên đầu muốn chia sẻ những hình ảnh này cho tất cả quý vị và các bạn thấy được cái không khí phía trước màn ảnh của các bạn là ngã tư đường Kỳ Đồng và bà huyện Thanh Quang. Đường bà huyện Thanh Quang theo màn ảnh của các bạn chúng ta đi về bên trung tâm quận 1. Còn ở đây là đang đứng ở trước đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hay còn gọi là nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế các bạn. Đây là khung cảnh ở bên ngoài nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Mặt trước của giáo xứ các bạn, mặt trước của nhà thờ rất đẹp, nhìn rất đẹp ha. Đây là văn phòng hay là cổng bảo vệ của giáo xứ. Đây là cây thập giá ở bên đồi Đức Mẹ, bên tượng đài Đức Mẹ. Ave Maria, con dâng lời cầu mẹ tượng Đức Mẹ Maria thì lúc nào cũng có rất nhiều tín hữu người con của Chúa đến đây để cầu nguyện và xin được sự bình an, an lành trong cuộc sống, cũng như là mong chờ Đức Mẹ luôn che chở, quan phòng đến cái cuộc sống của người Kitô hữu, người Kitô giáo. Đối với Đức Mẹ Thánh Giuse thì lúc nào cũng
ngự trị quan phòng đến cuộc sống cũng như là gia đình của người Kitô hữu. Đó là đức tin, đó là tín ngưỡng của người Công giáo. Lối đi là xuống hầm gửi xe máy ha. Còn đây chúng ta sẽ đi bộ vào đây. Trước mặt của các bạn là bên hông của giáo xứ, bên hông của nhà thờ. Có những hàng cây rất đẹp. Những hàng cây này đã trang trí đèn Giáng sinh. Và rồi sắp tới đây thì những ánh đèn lung linh ở trên những hàng cây bên hông của nhà thờ sẽ làm tô thêm cái nét đẹp, tô thêm cái sự sốt sắng về ngày Giáng sinh sắp đến. Đây là bên trong của nhà thờ, bên ngoài đó ha. Bây giờ mình sẽ mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta bắt đầu đi để nhìn ngắm. Ơn cứu chuộc Chúa Cha nơi Đức Kitô. Ở đây là nhà sách Đức Mẹ ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu xuất phát quay từ đây đi. Ở đây là có hang đá, cái biểu tượng của hang đá có Đức Mẹ, có Chúa Giêsu hài đồng, có Thánh Giuse. Đây có ghi là mừng Chúa Giáng sinh. Ở dưới thì có hang bò lừa. Ở đây chỉ còn thiếu các cái mục đồng thôi. Đối với người Công giáo thì lễ hội Noel, lễ hội Giáng sinh có một điều gì đó nó rất là ý nghĩa và nó làm cho con người ta hân hoan để chào đón ngày Chúa Hài Đồng sắp đến trần gian để cứu độ. Đây quý vị, đây là những cái hang đá nhỏ thôi. Hang đá này có cái quy mô nhỏ thôi. Giá thì tầm khoảng 1,3 triệu. 1,3 triệu đến 1,4 triệu thôi. Đây. Như cái hang đá đây là giá của nó là 2,288,000. Rất đẹp. Chúng ta buổi tối cắm đèn lên bắt đầu nhìn nó lung linh. Lung linh ánh sáng. Người ta đã làm cái này làm bằng đá sao vậy? Bằng đá nè, thấy không? Đây có hang bò lừa nè. Đây là các con lừa nai vàng ngơ ngác. Đây là những con nai quý vị, những con nai màu vàng. Con nai nhỏ thì có cái giá là bao nhiêu? 1,000,000 đồng một con. Okay. Nhìn rất đẹp ha. Nhìn rất là dễ thương. Đây là ông già Noel. Ông
Già Noel này chắc cao khoảng 1m6 ạ. Đây các bạn. Ông già Noel chơi đàn guitar. Đây là phía bên trong nhé các bạn. Phía bên trong có những chú lừa. Rồi đây có Chúa Giêsu hài đồng, có Thánh Giuse, có Đức Mẹ Maria. Những con bò, con lừa đây các bạn. Lúc nào ở trong máng cỏ, trong hang đá máng cỏ thì đều có Chúa hài đồng Giêsu, rồi Đức Mẹ, Thánh Giuse, rồi những chú lừa. Hy vọng năm nay Giáng sinh thì cũng có một chút gì đó nhộn nhịp, một chút gì đó nó có cái không khí ngày hội lớn nhất của người Công giáo trong năm. Quan trọng là tình hình dịch bệnh Covid-19 phải kiểm soát tốt nữa mới được quý vị. Chứ nếu không thì không biết là niềm vui có được trọn vẹn hay không. Nó còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến dịch bệnh Covid-19. Ở đây thì có những cái hang đá nhỏ người ta đã làm sẵn rồi. Rồi có các ngôi sao cũng đã được làm sẵn, chúng ta chỉ mua về rồi cắm điện vào là sử dụng thôi. Rất là tiện lợi các bạn. Từ Phủ Chính Nội muốn gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước được tham quan cũng như là đi dạo ở những cái điểm chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2021. Chúng ta chỉ còn đúng 4 tuần nữa thôi là ngày đại lễ của người Công giáo rồi. Dĩ nhiên là khi chúng ta xem những cái hình ảnh về Đức Mẹ, về hang đá, về Chúa hài đồng, về các mục đồng, về các chú lừa thì chúng ta chắc chắn đối với người Công giáo sẽ rất nhớ và rất mong chờ được đón mừng Chúa xuống trần gian ha. Đây các bạn, đây là những cái hang đá. Đây là những cái hang đá mà ở đây các thợ, các nghệ nhân đã làm sẵn. Khi mà chúng ta mua về chỉ cắm điện vào và sử dụng thôi. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Hang đá này làm bằng giấy dầu đen. Với giá nó cũng rất là dễ chịu, 286.000 đồng quý vị. Mùa Giáng sinh mà mình trang trí đẹp Chúa thì đó cũng là niềm hân hoan rộn ràng. Mong chờ với người Kitô hữu ha. Ở đây có các cái hang đá cũng nhìn rất đẹp luôn. Cắm điện sẵn luôn các bạn, có giá đủ mức giá hết. Từ 200.000 cho đến 400.000, 300.000, 1 triệu 700.000. Rất là nhiều mức giá mà chúng ta có thể chọn lựa ở nơi đây. Dòng Chúa cứu thế nha quý vị, những người Kitô hữu, những người Công giáo ở tại Sài Gòn. Trong dịp Giáng sinh này, chúng ta cứ đến dòng Chúa Cứu Thế, quận 3, Kỳ Đồng thì sẽ có tất cả các đồ trang trí Giáng sinh.
đẹp lắm, ở đây có nhiều hang đá rất đẹp. Đây có những cái hang đá nhỏ nhỏ rất là dễ thương ha. 300.000. Đây là các hang đá lớn hơn nè, cái size nó lớn hơn một chút, có quả trâu, đèn quả trâu bên trong đẹp quá, đẹp lắm. Chú Hai Đồng nhìn rất là đẹp luôn. Thật khó là diễn tả khi chúng ta ngắm nhìn những hang đá này, nhìn Chúa Hai Đồng Giêsu này, rất là khó diễn tả được. Từ Vũ Channel sẽ quay rất là cận cảnh ở những hang đá này để chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn nhé. Từ Vũ Channel cũng cảm ơn tất cả những quý vị và các bạn đã xem video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel nhưng chưa có bấm đăng ký ủng hộ đó, thì vui lòng ủng hộ cho Tường Vũ Channel một subscribe nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang bên khu vực bán đèn trang trí đi. Ở khu vực bên đây chủ yếu bán Chúa Hài Đồng Giêsu, Đức Mẹ với là Thánh Giuse, hang đá. Bên đây thì có các lồng đèn ngôi sao. Ngôi sao rất đẹp. Ngôi sao này có giá là 700.000. Chớp đèn rất đẹp luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên khu vực trang trí cây thông. Cây thông là Merry Christmas. Đẹp luôn. Merry Christmas, Happy New Year. Tuyệt vời. Mình sẽ đi tham quan những cái thông này trước đi ha. Rồi sau đó mình sẽ đi xem những đồ trang trí bên trong nữa. Cái thông này có trị giá là 4.250.000.
chút nữa chúng ta sẽ đưa vào nhà sách này sau nha. Giờ mình sẽ quay ở bên ngoài cây thông trước đi. Bò lừa đây. Bò lừa thở hơi cũng kín răng lời. Đó, bò lừa đấy các bạn. Khi chúng ta nhớ về Giáng sinh, nhớ về Noel, thì đâu đó cũng có những bài hát về mùa Giáng sinh, về lễ hội Noel thật là hay. Chẳng hạn như bài Hai mùa Noel. Bài này nói về tình yêu, cuộc chia ly đầy đau thương của một đôi tình nhân, của một đôi trai gái yêu nhau. Khi mà mùa Giáng sinh đến, mùa Noel, cho nên có những câu hát trong bài Hai mùa Noel này rất là hay. Mùa Noel đó chúng ta quen bên giao đường. Có nghĩa là mùa Noel thì đó cũng là cơ hội để người Kitô hữu gặp nhau rồi quen nhau, rồi sau đó lại chia tay vì nhiều cái lý do, nhiều cái hoàn cảnh nó trái ngược nhau ha. Thôi chúng ta nhắc về Giáng sinh đi, chứ nói về các cái chuyện tình yêu thì nhiều khi nó muôn màu muôn vẻ lắm. Tình yêu không có lời giải đáp, không có lời giải thích lý do vì sao, tại sao. Đây là những hàng thông. Hàng thông ở đây có phủ tuyết màu trắng, tuyết màu trắng. Đây là các cái trái thông màu đỏ, nhìn rất là đẹp. Nhìn mình có cái cảm giác là mùa đông nó đã trở về. Mùa đông nó đã đến thật sự. Khi mà tuyết đã rơi xuống ở trên những cành thông xanh tươi rất đẹp. Ở trên phía trên này có những cái đồ treo trang trí Merry Christmas và có trang trí những cái quả chuông, nhìn rất là đẹp luôn quý vị. Đây là rừng thông nè, chúng ta đang đi vào rừng thông đó. Cây thông này có những cái quả châu màu trắng, màu bạc, màu đỏ, màu hồng, rất đẹp luôn. 3.250.000. Ta sẽ đi vào bên trong để tham quan các đồ trang trí. Hy vọng bước sang tháng 12 thì mọi người đến đây mua sẽ nhiều hơn, nhộn nhịp hơn, đông vui hơn. Mua cây thông, mua đồ trang trí, mua đèn. Ở đây có các dây kim tuyến.
miền Trung thì khách chưa có tới nhiều các bạn, bởi vì hôm nay mới ngày 24 tháng 11 thôi mà. Còn 4 tuần nữa có nghĩa là sang tháng 12 thì mọi người đi sắm sửa nó mới đông. Mọi người đi mua nó mới nhiều. Thì không khí nó mới vui hơn. Đây là những cây thông mà người ta đã làm sẵn rồi, phủ tuyết lên rồi. À, đây là thông trắng. Thông này giá có 43.000 một cây thôi các bạn. Ở dưới đây là cây thông màu xanh. Cây thông màu xanh thì giá nó cũng vậy thôi. Thông xanh hoặc là thông trắng thì giá nó chỉ có 43.000 một cây. Chúng ta mua về trang trí ở trong nhà, để trên các cái bàn cũng rất là dễ thương. Còn dưới đây là những cây thông nhỏ có đã quấn điện sẵn rồi. Đây là những cái quả chuông ở bên trên. Quả chuông có những cái đồ trang trí rất là đẹp. Rừng thông, chúng ta đang lạc vào rừng thông Noel. Màu xanh có tuyết phủ trắng đầy. Phía trên đây là dây kim tuyến. Đây là khu vực bên trong bán các cái đồ quả châu, rồi dây điện, kim tuyến, các ông già Noel treo lủng lẳng trên bầu trời. Đẹp chưa quý vị? Rất đẹp ha. Mình sẽ quay ở giữa trước nha. Các chú già Noel, các ông già Noel đu dù. Nhìn rất đẹp, rất dễ thương. À, này là ông già Noel leo dây ông lớn, 910.000 đồng ha.
Đây là những ngôi sao. Đây là các cái túi quà mà ở đây người ta đã làm sẵn rồi. Đây. Đó, các túi quà treo lủng lẳng đây, đủ màu luôn. Màu xanh, màu hồng. Nha. Những cái túi quà này mình mua về mình trang trí trên cái cây thông Noel đó quý vị. Đây có cái chữ Merry Christmas luôn nè. Nói chung thì tại dòng Chúa Cứu Thế này, nói đến đồ trang trí Giáng sinh, cây thông Noel thì hầu như cái gì cũng có. Mình thấy không thiếu gì hết á. Tất cả mọi đồ trang trí đều có đầy đủ luôn. Bởi vì hôm nay là mới ngày 24 tháng 11 thôi. Bước sang đầu tháng 12 thì mọi người sẽ đi sắm sửa trang trí Noel sẽ nhiều hơn. Không khí sẽ vui hơn, sẽ nhộn nhịp hơn ha. Đây mình sẽ, đây là các cái đồ quần áo của quần áo trang trí, quần áo Noel cho mấy bé thiếu nhi mặc. Đây là những cái quả trâu này quý vị. Trâu nó có nhiều kích cỡ luôn, màu lớn, nhỏ rồi có đủ loại màu. Có in cái chữ luôn nè. Merry Christmas. Mừng Chúa Giáng sinh. Những trái trâu nhỏ luôn nè. Đây là những cái hình ảnh mới nhất mà từ Vũ Channel quay lại để chia sẻ đến tất cả các chú chị và các bạn. Nói chung một trái này thấy giá 5.000 rồi 7.000, 8.000, 4.000, 9.000 một trái các bạn. Này nó cũng đẹp nè. Đây, trái này cũng nhìn đẹp nè. Đây là khung cảnh hết tất cả toàn cảnh bên trong dòng Chúa Cứu Thế rồi các bạn. Nếu như hàng năm mà không có dịch bệnh Covid-19 thì ở đây vào khoảng đầu tháng 12 thì lượng khách đổ về đây rất là đông. Do bởi năm nay ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì thế
đã làm giảm đi sức mua của người Công giáo, cũng như là công việc chuẩn bị về trang trí Giáng sinh năm nay cũng sẽ chậm lại. Và như vậy, những hình ảnh thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.